Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, Việt Nam trước đe dọa EDIZ từ Trung Cộng. Tình hình khu vực Biển Đông lại tiếp tục tăng căng thẳng với các đe dọa bởi Trung Quốc sẽ tuyên bố thiết lập một vùng nhận diện phòng không EDIZ trên Biển Đông. Từ ngày 5 tháng 5, báo chí Đài Loan đã dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan Zhen Tuihua khẳng định Trung Quốc đang chuẩn bị thiết lập vùng nhận diện phòng không EDIZ trên Biển Đông. Trả lời câu hỏi của một nhà lập pháp thuộc Quốc dân đảng về các EDIZ quanh Đài Loan, ông Zhen Tuihua cho biết quanh Đài Loan có hai vùng EDIZ là vùng biển Hoa Đông và vùng biển Hoa Nam thuộc về Biển Đông. Bộ Quốc phòng Đài Loan nêu rõ mặc dù Trung Quốc đã tuyên bố rằng nước này sẽ thành lập một EDIZ ở Biển Đông, song Bắc Kinh vẫn chưa chính thức công bố. EDIZ của Philippines hiện là không phận duy nhất được chỉ định tại quanh khu vực tranh chấp này. Mới đây, tờ South China Morning Post ngày 31 tháng 5 dẫn một nguồn tin quân sự thuộc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLA tiết lộ rằng Bắc Kinh đã lên kế hoạch thiết lập vùng nhận dạng phòng không EDIZ tại biển Hoa Nam, tức Biển Đông, từ năm 2010. Cũng trong năm đó, Trung Quốc cho biết họ đang cân nhắc công bố các biện pháp kiểm soát không phận tương tự tại biển Hoa Đông, một động thái đã hứng chịu sự chỉ trích rộng rãi trên toàn thế giới. Một số quan chức trong giới quân sự Trung Quốc cho biết các kế hoạch kiểm soát không phận đối với Biển Đông, một trong những tuyến hàng hải tranh chấp dữ dội nhất thế giới, đã được chuẩn bị trong thập kỷ. Tờ South China Morning Post cho biết theo một nguồn tin giấu tên từ Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLA, EDIZ đã được đề xuất ở Biển Đông, bao gồm các quần đảo Pratas, Trung Quốc gọi là Đông Sa, Paracels, Hoàng Sa của Việt Nam, Trung Quốc gọi là Tây Sa, và Spratly, Trường Sa của Việt Nam, Trung Quốc gọi là Nam Sa. Các kế hoạch trong khu vực này đã có từ lâu, như kế hoạch về EDIZ Biển Hoa Đông mà Bắc Kinh cho biết họ sẽ xem xét năm 2010 và công bố năm 2013. Nguồn tin cho biết thêm chính quyền Trung Quốc đang chờ đợi thời điểm thích hợp để công bố EDIZ ở Biển Đông. Mặc dù Bắc Kinh có thể đã kín đáo về vấn đề này, nhưng Bộ Quốc phòng Đài Loan ngày 4 tháng 5 tuyên bố rằng họ đã biết về các kế hoạch của Trung Quốc đại lục. Theo Reuters, việc Bắc Kinh nhằm nhè thiết lập EDIZ trên Biển Đông từng được đề cập nhiều lần trước đây khi họ bồi đắp các đảo nhân tạo tại quần đảo Trường Sa rồi trang bị tên lửa phòng không, tên lửa diệt hạm cùng nhiều trang thiết bị quân sự tối tân khác. Năm 2016, Ngoại trưởng Mỹ khi đó là ông John Kerry từng cảnh báo nếu Bắc Kinh thiết lập EDIZ trên Biển Đông thì đây là hành vi khiêu khích gây bất ổn. Cũng trong năm 2016, khi tham dự đối thoại Shangri-La ở Singapore về các vấn đề an ninh khu vực, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc không xác nhận hay phủ nhận EDIZ ở Biển Đông, mà chỉ nói úp mở rằng sẽ xem xét vấn đề tùy thuộc tình hình. Vùng nhận diện phòng không EDIZ được hiểu một cách đơn giản là phạm vi một vùng trời do một quốc gia ấn định mà đòi hỏi mọi phương tiện bay qua vùng này phải được nhận diện, xác định vị trí và chịu sự kiểm soát của quốc gia đó. EDIZ không đồng nghĩa với vùng trời lãnh thổ quốc gia không phận, nhưng do những đòi hỏi của quốc gia thiết lập, nó được coi như khu vực tồn tại song hành với khu vực an ninh quốc phòng. EDIZ có thể được coi là sản phẩm của thời kỳ chiến tranh lạnh mà vẫn được duy trì cho đến ngày nay. Ngoài Mỹ, còn có Ấn Độ, Nhật Bản, Na Uy, Pakistan, Hàn Quốc, Anh, Trung Quốc, Đài Loan đã thiết lập EDIZ. Hiện nay không có một thỏa thuận hay định chế quốc tế nào điều chỉnh vấn đề này. Các quốc gia không bị điều luật nào cấm cản hoặc cho phép một cách rõ ràng về việc thiết lập EDIZ như vậy. Do đó, các quốc gia thiết lập EDIZ chủ yếu dựa vào lập luận của riêng mình để giải thích cho việc thiết lập chúng. Cũng phải nói thêm rằng các EDIZ có thể bao gồm những khu vực phạm vi nằm ngoài lãnh thổ vùng trời của các quốc gia, có thể bao trùm lên vùng trời phía trên vùng đặc quyền kinh tế, và chúng không thể được dùng để bào chữa cho việc mở rộng lãnh thổ vùng trời.
Tương tự như nguyên tắc đất thống trị biển trong luật biển quốc tế, phạm vi của ADIZ có sự gắn kết logic với lãnh thổ của quốc gia tuyên bố. Điều đó có nghĩa là một quốc gia không thể mặc nhiên tuyên bố một khu vực vùng trời quốc tế nào đó đặt dưới sự kiểm soát của mình nếu không có cơ sở chứng minh chủ quyền đối với các vùng lãnh thổ ở bên dưới nó. Cũng chính vì vậy mà những ADIZ như vậy không thể được thiết lập trên những vùng lãnh thổ đang có tranh chấp vì sẽ tạo ra căng thẳng xung đột về chủ quyền lãnh thổ giữa các quốc gia liên quan. Điều đó có nghĩa là mặc dù không có quy định rõ ràng về thành lập ADIZ nhưng Trung Quốc cũng có thể không thể có các cơ sở pháp lý nếu như tuyên bố ADIZ trên khu vực Biển Đông, vốn là khu vực có nhiều tranh chấp khác nhau của nhiều quốc gia liên quan. Mục đích tuyên bố ADIZ của Trung Quốc. Khởi đầu ADIZ dưới thời chiến tranh lạnh chỉ áp dụng cho các máy bay quân sự. Trong các trường hợp ADIZ được sử dụng như một cơ chế cảnh báo sớm, đây vốn là mục đích nguyên thủy của ADIZ khi Mỹ lần đầu tiên tạo ra nó trong thời chiến tranh lạnh nhằm giảm nguy cơ bị Liên Xô bất ngờ tấn công trên không. Nhưng trong trường hợp ADIZ tại khu vực Biển Đông năm 2013, Trung Quốc lại bắt buộc áp dụng với tất cả các phương tiện dân sự. Như vậy, vượt ra khỏi ngoài lĩnh vực quân sự, ADIZ của Trung Quốc còn có thể là phương tiện để Bắc Kinh thực hiện các mục đích pháp lý, chiến lược và chính trị như sau. Về pháp lý, ADIZ có thể được coi như một khu vực cấm xâm nhập, nghĩa là việc thiết lập ADIZ có thể cung cấp cơ sở pháp lý để không cho máy bay nước ngoài bay vào những khu vực nhất định. Thêm nữa, ADIZ có thể được sử dụng với chức năng thể hiện chủ quyền, mặc dù ADIZ không phải là một yêu sách lãnh thổ, nhưng nó có thể được sử dụng để thực hiện một số hình thức của quyền chủ quyền và quyền pháp lý ở vùng trời trên vùng lãnh thổ. Sự chấp nhận hay không phục tùng của máy bay nước ngoài sau đó có thể được hiểu như là sự công nhận rằng quốc gia sở hữu ADIZ đang thực thi chủ quyền đối với vùng lãnh thổ của họ. Về chiến lược, ADIZ sẽ được Trung Quốc sử dụng như một con bài để mặc cả với các quốc gia khác, đặc biệt là các quốc gia ASEAN đang có lợi ích trực tiếp ở Biển Đông. ADIZ sẽ giúp cho Trung Quốc có thêm vị trí trong bàn cờ với các quốc gia khác. Về mặt chính trị, ADIZ sẽ là phương tiện để Tập Cận Bình và Đảng Cộng sản Trung Quốc sử dụng, thể hiện sự quyết tâm, năng lực thực thi khả năng đối phó với phản ứng của các nước trong khu vực và trên thế giới, đặc biệt trong bối cảnh chính trị nội bộ Trung Quốc đang gặp nhiều bất ổn. Khi Bắc Kinh đang chịu nhiều tác động của cuộc thương chiến Mỹ-Trung và đại dịch virus Vũ Hán, các lãnh đạo Trung Quốc muốn sử dụng ADIZ như một phương tiện để xoa dịu dư luận bất bình trong nước. Ngoài ra, ADIZ là một thông điệp mà Bắc Kinh muốn thể hiện với chức năng răn đe các quốc gia khác không được làm những điều mà Bắc Kinh không mong muốn. Hậu quả của việc tuyên bố ADIZ trên Biển Đông. Các nhà quan sát quân sự nhận định việc tuyên bố thiết lập ADIZ Biển Đông sẽ làm gia tăng căng thẳng với Mỹ và có thể làm tổn hại đến quan hệ giữa Bắc Kinh với các nước láng giềng Đông Nam Á. Ông Lỗ Cầu Thục, cựu giảng viên của Học viện Hải quân Đài Loan tại Cao Hùng, Đài Loan, nói rằng việc xây dựng và phát triển các đảo nhân tạo, đặc biệt là các đường băng và hệ thống radar trên các dạng san hô Fairy Cross, chữ thập của Việt Nam, Trung Quốc gọi là Vĩnh Thử Tiêu, đá Subi của Việt Nam, Trung Quốc gọi là đá Chữ Bích, và Midships, đá Vành Khăn của Việt Nam, Trung Quốc gọi là đá Mỹ Tế, đã diễn ra trong nhiều năm qua, là một phần trong kế hoạch của Bắc Kinh thiết lập ADIZ ở Biển Đông. Chuyên gia Lỗ Cầu Thục cho biết hình ảnh vệ tinh gần đây cho thấy PLA đã triển khai máy bay kiểm soát và cảnh báo sớm trên không, KG-500 và máy bay tuần tra chống ngầm KQ-200 tại đá chữ thập do tổ chức IMEX International của Israel và tổ chức sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS chụp được. Chuyên gia Lỗ Cầu Thục tiếp tục
nhấn mạnh các cơ sở điều hòa không khí đang được xây dựng trên đá chữ thập cho thấy các máy bay chiến đấu cần được bảo vệ khỏi nhiệt độ cao và độ ẩm, độ mặn trong khu vực cũng sẽ sớm được triển khai ở đó. Ông nói, một khi các máy bay chiến đấu của PLA đến đó, chúng có thể tham gia cùng với các máy bay cảnh báo sớm và chống ngầm thực hiện các hoạt động tuần tra ADIZ. Trong khi đó, ông Lý Kiệt, một chuyên gia hải quân Trung Quốc tại Bắc Kinh và là một đại tá cấp cao của PLA đã nghỉ hưu, nói rằng các nước thường trực chờ đợi để công bố việc thành lập ADIZ cho đến khi họ có đầy đủ các khả năng chiến đấu và cơ sở hạ tầng khác để quản lý nó. Tuy nhiên, nếu thời cơ chín muồi, Bắc Kinh có thể đưa ra tuyên bố sớm hơn, đại tá Lý Kiệt nhấn mạnh. Bắc Kinh đã tuyên bố thành lập ADIZ ở biển Hoa Đông, mặc dù PLA vẫn chưa có khả năng phát hiện, theo dõi và trục xuất máy bay nước ngoài xâm phạm. Một nguồn tin quân sự khác của Trung Quốc cho biết Bắc Kinh nhận thức rằng Biển Đông lớn hơn biển Hoa Đông rất nhiều nên sẽ cần rất nhiều nguồn lực để tuần tra. Nguồn tin này nhấn mạnh Bắc Kinh đã ngần ngại trong việc tuyên bố thành lập ADIZ ở Biển Đông do một số cân nhắc kỹ thuật, chính trị và ngoại giao. Tuy nhiên, vấn đề thực tế nhất là PLA chưa có khả năng triển khai máy bay chiến đấu để trục xuất máy bay nước ngoài xâm nhập ở Biển Đông, nơi có diện tích lớn gấp nhiều lần biển Hoa Đông và chi phí phải trả cho việc hỗ trợ ADIZ sẽ rất lớn. Năm 2010, chính quyền Trung Quốc đã nói với một phái đoàn Nhật Bản đến thăm Bắc Kinh rằng họ đang xem xét việc thiết lập ADIZ ở biển Hoa Đông. Theo báo cáo năm 2017 của CSIS, Bắc Kinh cho biết vấn đề này cần được thảo luận khi các kế hoạch của họ chồng lấn với vùng phòng không Nhật Bản. Những tin tức này đã khiến cho Tokyo phẫn nộ và phản ứng bằng cách thành lập ADIZ của riêng mình, bao gồm quần đảo Senkaku, Trung Quốc gọi là Điếu Ngư, một nhóm các đảo không có người ở tại biển Hoa Đông, được Nhật Bản, Trung Quốc, Đại Lục và Đài Loan tuyên bố chủ quyền. Căng thẳng giữa Tokyo và Bắc Kinh leo thang sau khi Nhật Bản mua quần đảo Senkaku từ một chủ sở hữu tư nhân vào tháng 9 năm 2012, khiến cho Bắc Kinh tuyên bố thành lập ADIZ ở biển Hoa Đông vào tháng 11 năm 2013. Theo đại tá Lý Kiệt, Trung Quốc tuyên bố thành lập ADIZ đầu tiên sớm hơn dự định vì cần phải khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Điếu Ngư. Tuy nhiên, động thái này sẽ gặp phải phản ứng dữ dội từ cả Nhật Bản và Mỹ. Mặc dù quan hệ giữa Nhật Bản và Trung Quốc đã được cải thiện trong những năm gần đây, nhưng những căng thẳng giữa Bắc Kinh và Washington vẫn đang gia tăng với việc hai bên xung đột trên nhiều mặt trận, từ thương mại đến công nghệ đến các vấn đề quân sự và tư tưởng. Mối quan hệ của họ đã chịu áp lực cao hơn vì hậu quả của đại dịch virus Vũ Hán. Theo trang web theo dõi hàng không iCraftPost, tháng trước, các máy bay quân sự Mỹ bao gồm máy bay trinh sát EP-3 và các máy bay ném bom chiến lược AC-135J đã thực hiện ít nhất 9 hoạt động tuần tra trên Biển Đông. Trung Quốc đã tìm cách xây dựng mối quan hệ chặt chẽ hơn với các nước láng giềng Đông Nam Á trong những năm gần đây. Nhưng Drew Thompson, chuyên gia nghiên cứu cao cấp thỉnh giảng của Trường Chính sách Công Lý Quang Diệu thuộc Đại học Quốc gia Singapore cho biết Trung Quốc có nguy cơ gây nguy hiểm cho những mối quan hệ đó nếu Bắc Kinh tuyên bố thiết lập ADIZ ở Biển Đông. Chuyên gia này nêu rõ một tuyên bố như vậy sẽ làm tổn hại nghiêm trọng đến mối quan hệ Trung Quốc với các quốc gia Đông Nam Á, những nước cho đến nay phần lớn đã ngầm chấp nhận sự quyết liệt và những sự khiêu khích của Trung Quốc, bao gồm cải tạo đất và quân sự hóa các thực thể. Tuy nhiên, nếu Trung Quốc tuyên bố thiết lập ADIZ, họ sẽ bị buộc phải lựa chọn, không phải giữa Mỹ và Trung Quốc, mà giữa các mối quan hệ kinh tế của họ với Trung Quốc và chủ quyền của chính họ. Việt Nam là quốc gia nằm trong số các quốc gia ASEAN có quan hệ trực tiếp trong tranh chấp Biển Đông. Chính vì vậy, nếu Trung Quốc tuyên bố một ADIZ sẽ vô cùng bất lợi cho Việt Nam. Nếu như vào thời gian năm 2013 khi Trung Quốc tuyên bố ADIZ trên khu vực biển Hoa Đông và các quốc gia như Mỹ, Nhật và đã trực tiếp thách thức tuyên bố này bằng cách cho máy bay bay vào khu vực này mà không cần xin phép Trung Quốc.
Tuy nhiên, với tiềm lực không quân của mình thì Việt Nam khó có thể thách thức Trung Quốc tương tự nếu Trung Quốc tuyên bố EDIZ trên Biển Đông. Trong quá khứ, Việt Nam đã thể hiện rõ thái độ của mình khi đã đề nghị một nội dung trong dự thảo Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông COC là không quốc gia nào được đơn phương tuyên bố EDIZ trên Biển Đông. Có lẽ Việt Nam trong cương vị đang là chủ tịch luân phiên của ASEAN sẽ cần kiên trì nhắc lại quan điểm này và thuyết phục các quốc gia ASEAN đồng tình với nội dung này. Ngoài ra, bên cạnh việc tiếp tục nâng cao khả năng và năng lực quốc phòng của mình, Việt Nam cũng cần mở rộng các hoạt động giao lưu quân sự trong lĩnh vực này. Thời gian vừa qua, Việt Nam đã thực hiện khá thành công ngoại giao hải quân khi nhiều tàu chiến của nhiều quốc gia đã đến thăm và giao lưu tại các biển Việt Nam, trong đó có tàu sân bay của Hoa Kỳ. Việt Nam cũng cần tiếp tục phát huy và mở rộng các hoạt động giao lưu tương tự đối với vùng bầu trời của mình. Được biết, phía Hoa Kỳ đã nhiều lần tỏ ý muốn cho các máy bay ném bom P-8 được xuất hiện giao lưu với các lực lượng không quân Việt Nam trên lãnh thổ Việt Nam, nhưng phía Việt Nam vẫn còn đang lưỡng lự. Có lẽ Việt Nam cần mạnh dạn và chủ động trong các hoạt động giao lưu như vậy. Đó là những thông điệp cứng rắn mà Việt Nam cần gửi đến người bạn láng giềng, xấu và đều của mình. Tình hình Biển Đông vẫn đang ở trong nhịp độ nóng bỏng. Mới đây, Hoa Kỳ chính thức lên tiếng phản đối các yêu sách sai trái của Trung Quốc ở Biển Đông. Sự lên tiếng của Hoa Kỳ đã như một cơn sóng cộng hưởng với tiếng nói của Philippines, Việt Nam, Indonesia trước đó đã tạo sóng cho dư luận trước nỗi lo về sự đe dọa của Trung Quốc trên Biển Đông. Trung Quốc vẫn đang tiếp tục sử dụng chính sách kề miệng hố chiến tranh, nhưng được thực hiện bằng các hành động dưới ngưỡng chiến tranh để đe dọa và ức hiếp các quốc gia Đông Nam Á có những lợi ích trực tiếp liên quan đến Biển Đông. Trong thời gian qua, mối quan hệ giữa Trung Quốc và Đông Nam Á đã có sự thay đổi đáng kể. Các nước Đông Nam Á có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông vẫn đang ngừng tìm cách xử lý mối quan hệ phức tạp của họ với Trung Quốc, vừa mang tính đối kháng do những tranh chấp trên biển, vừa mang tính tương hỗ do những ràng buộc về kinh tế. Trong số đó, Việt Nam là một trường hợp tiêu biểu. Cho dù là láng giềng 4 tốt 16 chữ vàng, nhưng Trung Quốc vẫn đang là mối đe dọa hiển diện trước mắt. Tàu Hải Dương Địa chất 8 đã quấy rối Việt Nam hơn 100 ngày vào hồi năm ngoái, rồi quay lại. Sau khi qua vùng đặc quyền kinh tế EEZ của Việt Nam ở Biển Đông, tàu này đã chuyển sang bắt nạt chính phủ mới của Malaysia. Trong khi đó, tàu sân bay Liêu Ninh cùng với đoàn tàu hộ tống đã hoạt động gần bãi Machalfit cho đến ngày 25 tháng 4, cho khi nhóm tàu tấn công USS America rời đi. Mới tạm dừng hoạt động, Biển Đông dường như là thao trường quen thuộc của Trung Cộng để họ tích lũy kinh nghiệm tác chiến, đồng thời cũng là nơi để cho Trung Quốc thể hiện sức mạnh cơ bắp của mình. Để đối phó với mối đe dọa ngày càng gia tăng từ Trung Cộng, Việt Nam đã tăng cường các biện pháp đối phó, một mặt tăng cường ngoại giao quốc phòng với các cường quốc như Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản. Mặt khác, Hà Nội cũng đã bóng gió nói tới khả năng đưa vấn đề Biển Đông ra tòa quốc tế. Ngày 5 tháng 11 năm 2019, Việt Nam đã công bố sách trắng quốc phòng nhắc lại chính sách 3-0, không tham gia liên minh quân sự, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự trên lãnh thổ Việt Nam và không liên kết với nước thứ hai để chống lại nước thứ ba. Tuy nhiên, chính sách đó vẫn hé mở cánh cửa cho việc tăng cường hợp tác an ninh với các quốc gia khác, nhất là Mỹ. Nói cách khác, Việt Nam có một chiến lược phòng ngừa để ngăn chặn mối đe dọa Trung Quốc. Sách trắng thể hiện sự khác biệt càng gia tăng giữa Hà Nội và Bắc Kinh về cách thức quản lý Biển Đông và truyền tải nhận thức của Hà Nội về các mối đe dọa chính. Tuyên bố cam kết hợp tác với tất cả các nước, không phân biệt sự khác biệt về thể chế chính trị hay chênh lệch kinh tế. Sách trắng cũng bắn tín hiệu về giới hạn đỏ của Hà Nội đối với chủ quyền quốc gia và sẵn sàng mở rộng quan hệ quốc phòng với các cường quốc và các nước khác trong khu vực. Sách trắng cũng đặt ra một khả năng Việt Nam có thể cân nhắc thay đổi chiến lược trong chính sách quốc phòng 3-0 truyền thống của mình vào bất cứ lúc nào nếu Việt Nam đối mặt với các mối đe dọa không thể chấp nhận được từ Trung Quốc, tùy thuộc vào các hoàn cảnh và điều kiện cụ thể.
Tại cuộc hội thảo thường niên về Biển Đông do Học viện Ngoại giao Việt Nam tổ chức tháng 11 năm 2019, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã nêu vấn đề Hiến chương Liên Hợp Quốc và Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS có cơ chế đầy đủ cho chúng tôi tiến hành các biện pháp về pháp lý. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia đánh giá khả năng Việt Nam khởi kiện Trung Quốc vẫn còn rất xa vời bởi vì các lãnh đạo Việt Nam e ngại sự trả đũa trên nhiều lĩnh vực của Trung Cộng. Mới đây, khi đánh giá về khả năng khởi kiện Trung Quốc ra tòa quốc tế, bà Bonnie Glasser, chuyên gia từ CSIS nhận xét Việt Nam cần một quyết định chính trị từ Hà Nội. Điều đó cho thấy sự lo ngại của Việt Nam trước sự đe dọa của Bắc Kinh về vấn đề này. Bên cạnh các hành động trên, Việt Nam cần cân nhắc khả năng đóng vai trò tích cực hơn trong đối thoại an ninh bộ tứ. Đối thoại an ninh bộ tứ được Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe khởi xướng năm 2007 và nhận được sự ủng hộ của Phó Tổng thống Mỹ Dick Cheney, Thủ tướng Australia John Howard và Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh. Chính phủ Australia dưới thời Kevin Rudd đã rút lui khỏi cơ chế đối thoại trên năm 2009. Nhìn lại có thể thấy rằng ý tưởng này là tốt nhưng thời điểm lúc đó chưa chín muồi. Tháng 11 năm 2017, bốn cường quốc đã chính thức hồi sinh khái niệm bộ tứ như một sáng kiến mới tại Hội nghị cấp cao ASEAN và Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á, IAS. Washington đã nêu ý tưởng như một động lực chính cho tầm nhìn mới của nước này về chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và mở rộng, FOIP. Tổng thống Trump đã dùng sáng kiến này để thúc đẩy khái niệm bộ tứ về hợp tác an ninh. Kể từ đó, các quan chức bộ tứ đã gặp nhau tổng cộng 5 lần. Các nguồn tin ngoại giao cho biết Hà Nội đang bí mật cân nhắc hợp tác với bộ tứ để đối phó với các tham vọng mới của Trung Quốc. Việt Nam đã gửi các tín hiệu thăm dò về việc có thể tìm kiếm hợp tác với nhóm chiến lược gồm Mỹ, Nhật Bản, Australia và Ấn Độ cùng với các đối tác khu vực như New Zealand, Hàn Quốc. Một bộ tứ mở rộng 27 tháng 3 năm 2020, các thành viên của bộ tứ đã nhóm họp trực tuyến cấp thứ trưởng lần đầu tiên với New Zealand, Hàn Quốc, Việt Nam để thảo luận không chỉ các giải pháp đối phó với đại dịch virus Vũ Hán mà cả cách thức để hồi phục kinh tế và các kế hoạch cho các cuộc họp hàng tuần tiếp theo. Nhà phân tích Derek Crossman của Rand Corporation cho rằng Việt Nam là một trường hợp hấp dẫn, có thể cung cấp một đầu vào tuyệt vời cho bộ tứ mở rộng, tập trung đối phó với Trung Quốc. Ông Crossman cho rằng mở rộng sự tham gia bộ tứ đối với quốc gia Đông Nam Á sẽ làm suy yếu đánh giá của Trung Quốc khi cho rằng bộ tứ chỉ đơn giản là một nhóm các cường quốc bên ngoài đã tìm kiếm sự kiềm chế sức mạnh của Trung Cộng. Trong khi các nhà lãnh đạo Việt Nam vẫn đang ngập ngừng trước khả năng trở thành thành viên của bộ tứ mở rộng, thì các hành động hung hăng, hiếu chiến của Trung Quốc trên Biển Đông có thể buộc họ phải quyết định như đã được chỉ ra trong sách trắng quốc phòng Hà Nội, dự kiến sẽ tham gia bộ tứ theo các bước được tính toán để tránh sự phản đối không cần thiết của cường quốc láng giềng. Cựu đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Phạm Quang Vinh đã khẳng định trong các cuộc trả lời phỏng vấn hôm 23 tháng 5 năm 2020 rằng Mỹ đã mời Việt Nam tham gia bộ tứ mở rộng cùng với Hàn Quốc và New Zealand để thúc đẩy sự chuyển đổi các chuỗi cung ứng toàn cầu và hình thành một mạng lưới thịnh vượng kinh tế mới. Ngoài ra, Hà Nội đang cố gắng tận dụng vị thế chủ tịch ASEAN của mình để tìm kiếm sự ủng hộ và hợp tác vấn đề Biển Đông và các thành viên ASEAN khác như Indonesia, Malaysia, Philippines, Trung Quốc đã đang bắt nạt và ép buộc những nước này bác bỏ các tuyên bố về lãnh thổ của họ trên Biển Đông. Việc các quốc gia này cùng tìm thấy điểm chung trước các yêu sách phi lý trên Biển Đông của Trung Cộng, cộng với tuyên bố mới đây của Hoa Kỳ cùng với các vấn đề này đang là niềm hy vọng mới cho tiến trình tìm kiếm một bản COC có hiệu quả thực tế hơn trong việc ngăn ngừa sự xung đột tiềm tàng tại khu vực này. Các động thái trên của Việt Nam cho thấy các cơ hội của Việt Nam thoát ra khỏi sự đe dọa của Trung Quốc. Tuy nhiên, phía Việt Nam vẫn đang tỏ ra rất chậm chạp trước việc nắm bắt các cơ hội này.
Một vấn đề đáng lưu ý khi thông tin cho biết Hà Nội đang cân nhắc khả năng tiếp tục việc thăm dò và khai thác mới tại lô 06.01. Lô này hiện có 3 mỏ khí là Lan Tây, Lan Đỏ và Phong Lan Dại. Theo thông tin từ tạp chí Năng lượng Việt Nam, lô 06.01 nằm ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam do Rosneft Việt Nam BV và là nhà điều hành đã hoạt động ổn định trong suốt 15 năm qua, cung cấp hàng năm khoảng hơn 30% sản lượng khí cho Việt Nam. Hợp đồng dầu khí 06.01 Rosneft chiếm 35%, ONGC 45%, PVN 20%. Lô 06.01 nằm hoàn toàn trong khu vực bể Nam Côn Sơn cách bờ 370 km đang khai thác khí condensate tại các mỏ Lan Đỏ, Tây Đỏ, Lan Tây và Phong Lan Dại. Sản lượng khai thác trung bình ngày hiện nay khoảng 8,8 triệu mét khối khí ngày và khoảng 1.500 thùng condensate trên ngày. Sản lượng khai thác cộng dồn của lô 06.01 đến tháng 6 năm 2017 là 53,5 tỷ mét khối khí và 19,8 triệu thùng condensate. Mặc dù Việt Nam vẫn đang tiến hành khai thác tại lô 06.01 này, tuy nhiên yêu cầu cần phải tiếp tục thăm dò và khai thác mỏ với tại lô này. Về vị trí địa lý thì lô 06.01 nằm sâu trong thềm lục địa của Việt Nam tại khu vực bể Nam Côn Sơn. Theo quy định tại Điều 56 và Điều 77 của UNCLOS, Việt Nam có đầy đủ quyền để thăm dò và khai thác tại các lô 0601 này. Tuy nhiên, tàu khảo sát khổng lồ Hải Dương Địa chất 8 được các tàu hải cảnh và tàu dân quân biển Hộ Tống đã quấy rối Việt Nam tại lô này hơn một tháng, từ tháng 7 đến tháng 10 năm 2019. Chính vì vậy mà các lãnh đạo Việt Nam đang đứng trước quyết định tiếp tục cho thăm dò để có thể khai thác mỏ ở lô 0601 này hay không. Bởi vì nếu tiếp tục thăm dò có thể sẽ tái diễn sự căng thẳng đến ngộp thở bởi các tàu Trung Quốc đến quấy rối. Nhưng nếu không tiếp tục thăm dò thì sẽ đánh mất cơ hội tạo điều kiện cho Trung Quốc tiếp tục lấn tới. Chúng ta còn nhớ trước sự đe dọa của Trung Quốc, Việt Nam đã từng phải rút khỏi lô 136.3 năm 2017 và lô 07.3 năm 2018. Chính sự xuống nước này của Việt Nam đã dẫn đến việc Trung Quốc tranh thủ và tận dụng các cơ hội để gia tăng sự đe dọa lên Việt Nam thời gian sau này. Chính vì vậy, việc quyết định có tiếp tục thăm dò để khai thác mỏ mới tại lô 0601 vào thời gian sắp tới sẽ được coi như là một phép thử quyết tâm lòng can đảm của Việt Nam trước áp lực đe dọa của Trung Quốc. Nếu vượt qua được phép thử này thì chúng ta mới có thể hy vọng biện pháp tiếp theo. Còn nếu không, mọi kế hoạch xem chừng sẽ chỉ là kế hoạch khó có thể thực hiện được trên thực tế. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.